quay lại với em Starcraft, mình là Tài. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về giải pháp lưu trữ tập trung và tích hợp luôn cả pháp lực cloud thay thế cho file server truyền thống và cả những cái cloud cho bên thứ ba, đó là NAS Synology. Thì như những anh em IT, đã biết thì NAS là một trong những thiết bị lưu trữ tập trung mạng và có khả năng truy cập từ xa bất cứ đâu. Thì Synology là một trong những brand hiện tại đang đứng đầu về mảng NAS. Thì đây, trước mặt mình đây là một con S1621 cái sáng trọng là con flagship của Synology trong năm nay. Ok, đây là DS1621 cái sáng trọng. DS1621 nó có sẵn tích hợp sẵn 6 bay và có CPU là Xeon 541. Thì hiện tại cái cấu hình mặt trận của nó là có 8GB RAM và có thể nâng cấp lên 32GB RAM với 2 khe slot, 1 khe 16GB. Với thiết bị này thì mình có thể ứng dụng cho nhiều cái quy mô khác nhau vì nó tích hợp sẵn Xeon. Nếu mắt có hình sự nó có thể ứng dụng cho nhiều quy mô công ty có thể lên tới 300-400 user. Ngoài ra thì với khả năng tích hợp chống mạng so sánh với DS1621 thì nó có hai cổng LAN RJ45 và có tích hợp sẵn một cổng 10GB RJ45. Hiện tại sản phẩm DS1621 này đang có sẵn tại Starcraft Server Trainer duy nhất của Synology tại Việt Nam. Anh em có thể đến địa chỉ số 75 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận để được trải nghiệm và cũng như được tư vấn về cái giải pháp của trên này. Video đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Mình là Tài.